Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog. Hai quý vị, thì ngày hôm nay là em đang có mặt tại là ấp Trường Lợi, xã Trường Long A của Châu Thành, là của tỉnh Hậu Giang. Thì em có mặt ở đây, của gia đình muốn chia sẻ một cái vấn đề là liên quan đến ông chồng thì cũng như hầu như là bạo lực gia đình và đánh đập như là người vợ, hành hạ người vợ là gây ra thương tật đến 31%. Và hiện nay thì cơ quan chức năng thì người ta đang chuẩn bị như là vào cuộc để xử lý cái vấn đề này. Thì nghe đâu là cái câu chuyện này là ông chồng thì hầu như là 60 tuổi rồi cả nhà, nhưng mà vẫn có tiểu tam thôi cả nhà ha. Rồi quay qua đối xử đánh đập với cô vợ, thì nói chung thì cái hoàn cảnh cũng rất là khó khăn luôn cả nhà. Thì bây giờ thì em cũng xin mời cô dì chú bác anh chị em mình vào xong nghe cô chia sẻ và về cái vấn đề là cô bị hành hạ như thế nào hả cả nhà ha. Dạ, tôi trả lời tất cả những kênh anh em. Thì hôm nay có một cái cuộc gọi từ phía gia đình của cô, thì có một cái câu chuyện rất là bức xúc từ người chồng của mình. Thì để mà biết được cái câu chuyện như thế nào thì mời cô có thể giới thiệu tên và cũng như là địa chỉ ở đâu, và hôm nay cô cần tụi con chia sẻ gì, vấn đề gì cô? Cô Phạm Thị Hở, năm nay 60 tuổi, cô ở ấp Trường Hưng, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Dạ. Thì cái câu chuyện của cô như thế nào, cô có thể kể rõ hơn để cho quý vị khán giả hiểu không? Nó xô cho cô gãy chân, mà không hồi nào nó đóng cửa, nó đẩy cô ra sân luôn. Dạ. Nó không hề hỏi tiếng nào, cho hôm nay là mấy tháng rồi, nó không tiếng nào, nó đi theo gái. Nó quen nhỏ này cỡ ba mấy tuổi rồi. Ông cũng 60 tuổi mà ông quen nhỏ này mà cỡ ba mấy tuổi rồi. Là đi bên nay nữa là 5 tháng rồi, không có lời nào hỏi thăm hết trơn. Ông cũng tình nguyện, ông ở xã, ông hỏi vậy chứ ông có hỏi thăm không? Không bao giờ, ông nói không bao giờ. Chị em ông cũng vậy luôn. Để nói rõ hơn cái câu chuyện để cho quý vị khán giả hiểu, thì mối quan hệ giữa cô với cái chú này tên gì thì chú có thể, cô có thể chia sẻ cụ thể cô. Này Nguyễn Văn Út. Dạ. Mình đang làm việc lúc mà xô cô á, thì còn đang làm việc ở ở xã. Dạ. Nhiều tuổi con? Nhiều tuổi. 60 tuổi rồi. Dạ. 20 tuổi rồi. Dạ. Thì mối quan hệ của mình là cũng là vợ chồng kết hôn chính thức không con? Kết hôn chính thức nhưng mà hồi đó ông có đợi vợ trước rồi. Rồi. Một đứa con rồi. Dạ. Rồi sau này cứ cô lúc đó thì cũng đâu cũng mấy chục năm rồi. Dạ. Chứ không phải mới đây. Dạ. Còn trẻ ha. Còn trẻ. Dạ. Cô với ông được con đứa. Con chung ha. Đứa con chung. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 21 tuổi rồi. Rồi cái việc mà bảo hành gia đình như thế này thì kể từ lúc nào mà chú ấy có những hành động quýnh cô, từ bao giờ rồi và bao nhiêu lần? Hồi đó thì nói là hai vợ chồng ở thì không có, mà từ hồi ông có vợ bé tới giờ là quýnh cô là một lần đầu á, gãy chịch một cái cột sống. Yeah. Cô đi chị rồi cô đi làm. Yeah. Cô không có ở nhà, cô bỏ chồng ở nhà. Yeah. Hai mẹ con đi làm rồi về đám giỗ ở trong này. Sau này cái cô mới đi về ngoại lấy đồ, bữa là cô về ngoại lấy đồ khi chân ổng đẩy ổng xô cô đủ vô, không cho cô vô nhà. Yeah. Rồi cô đứng dậy chở vô một lần nữa, ổng xô hai lần cô té mới gãy xương. Nhưng mà con hỏi cô nè, là cái lần đầu á là cô bị tác động vật lý là gãy xương, mà lý do gì mà ông chú là ông lại đánh cô? Tại vì cũng giằng co vô mà tiền bạc của cô, mà cô ổng lấy tiền cô đi bán máu, đi hiến máu là 400 mấy chục ngàn, cô vì cô đòi ổng không trả. Vì vợ chồng cũng giằng co, ổng đuổi cô không cho cô vô nhà. Ổng mới xô cô ra thôi. Ổng xô một lần rồi cô đứng dậy. Ủa mình không có tiền hết, phải bị bán máu luôn. Cái nói bán máu là nó quá máu, hiến máu á, hiến máu. Hiến máu. Hiến máu quý á. 3 tháng đi hiến lần. Cô đi hiến máu là nhà nước cho là 5 lần được một cái nó, một giấy khen. Dạ, mình hiến máu nhân đạo đúng không? 480 ngàn, cô vậy cô đòi ổng, ổng nói không trả, mà ổng còn nói cô. Cô thì nói nào ngay có cũng thấy ổng có vợ bé rồi thì cô cũng nói là tiền á, ông xài tôi không tiếc, mà tiền vợ bé có bao nhiêu cũng phải trả tôi, tiền là tiền tôi bán máu chứ không phải tiền. Nhưng mà sao cô biết theo vợ bé tôi có gặp không? Cô gặp trên điện thoại hoài, hai người điện, cô thấy cái hình nhỏ đó luôn. Dạ. Cũng làm việc ở xã là ở xã ai cũng biết. À, khi mà cô bắt gặp cái chuyện mà chú có điện thoại qua lại với cái người đó rồi cô có nói gì không? Cô cũng có nói ngay bữa mà chích mũi ba. Là cô bắt gặp ổng tại trong trạm xá ở Trường Long.
là cô thấy ổng rõ ràng, nhưng mà ổng bữa đó ổng xanh mặt rồi, nhưng mà cô nói là bây giờ ổng nói gì đi về chỗ ổng làm việc. Cô nói bây giờ nếu không chỗ ổng làm việc hay chỗ tôi quậy, thấy ổng sợ rồi, thấy mình cũng lớn tuổi rồi, dưới hơn nữa chồng mình làm việc mình cũng để cho ổng uy tín, chị không có quậy, chị để đó từ từ gì. Bây giờ nói chung ra là ở đâu ông cũng phe hết trơn, ở đâu cũng, ai cũng biết hết trơn á. Dạ. Ở phe là phe sao, phe ghệ hả? Phe ghệ, có một ghệ trẻ. Ôi trời trời trẻ, còn bà này thì già. Trong khi đó hai vợ chồng vẫn còn chưa ly dị. Chưa ly dị vẫn còn cái hôn mà. Tới giờ cô cũng chưa ly dị luôn. À, mà ông chú lại có một quen một người khác mà còn đi phe nữa. Đi phe luôn. Về là thường xuyên là kiếm chuyện mà đánh cô. Kiếm chuyện với cô hoài luôn. Nhà cửa thì không có làm động móng tay nào hết trơn. Tiền á thì cô nói cho mạng nghe nè, tiền đi đi trực mà lúc mà bệnh dịch đó là 3-4 tháng trời gì ổng đưa chỉ có 500 ngàn thôi. Mà trong khi nữa hết 3 tháng mấy gần 4 tháng đó mà có 500 ngàn thôi, cô không có lấy. Là ổng đi ở dưới xã là mấy thằng ở dưới nó nói là mười mấy triệu, là hàng mấy triệu, mười mấy triệu. Mỗi cái mùa dịch ta hỗ trợ ha. Ổng đi trực đó. Ổng đi trực đó. Là lãnh 20 mấy triệu luôn á. Vì đưa cô 500. Cô không có lấy. Cái thằng đi trực chung với ổng là lãnh một lượt với ổng luôn đó, là nó nói là 20 mấy triệu. Công an xã chính bữa nó lên tại đây lại nói luôn á. Rồi nó nói ngay mấy cái chú công an ở dưới á thì mới nói thôi bây giờ cô gắng lo đi, chứ bây giờ ổng á, bây giờ kêu ổng không mấy rồi. Bây giờ cô phải lo cho cô chứ bệnh gì mà cô để gì hoài sao được. Nói bây giờ không có khả năng, bữa hổm cô có điện ở dưới ông chủ tịch xã dưới hỏi có cái nguồn nào cho em vay không, thì cái ông chủ tịch xã với ông nói bây giờ chỗ nào ông cũng vay hết trơn rồi, đâu có tới đâu còn chỗ nào đâu mà chỉ vay được. Chồng của cô đã vay hết rồi, vay hết rồi. Ôi trời ơi, bây giờ thiếu là 100 mấy triệu rồi. Lại ai là cái người vay để thiếu không? Ổng vay thiếu hồi nào giờ vợ chồng mần chứ nghèo nghèo chứ không có thiếu nợ. Mà cô cho con hỏi chút xíu, nãy con vào trong nhà này mà con thấy nhà cũng khang trang, là nhà này của mình hay là của ai? Nhà này nhà của ông già với của chị. Là mình chỉ ở đậu ở đậu nhà chị ở ngoài kia, ở ngoài trường Hưng ngoại. Lúc còn ở vợ chồng ở ngoài kia. Dạ. Lúc ổng quýnh chị là ổng đuổi chị ở ngoài á. Nhà đó là nhà của ai đứng tên? Ở ngoài vợ chồng chung. Chung sao đuổi? Tại vì ổng có vợ bé gì ổng kiếm chuyện mà. Rồi. Cô hiền quá ha, sao lúc đó cô không có không, lên tiếng, cô không có không phải cô cũng không phải là nói ra, thì mình nói ra người ta nói mình tốt, không phải hiền gì, mình phận nền bà mình làm không có lợi ổng. Mình có thể mình nhờ qua chức năng cái sao cô bỏ qua một lần đầu á, cô có điện rồi với xã lên thôi để hòa giải cho rồi. Cũng có điện với xã lên rồi, một lần thứ hai cô điện cũng nói dài hòa giải hoài, làm hại là ông vậy, ông mới nói là ông chủ tịch xã, ông nói không làm đơn. Làm sao giải quyết? Chuyến này cô làm đơn rồi cũng để cho ổng đi. Không giải quyết gì chứ. Chuyến này là ông chú là ra tay rồi cô gãy cái giò luôn. Gãy giò luôn. Là ổng xô hay như thế nào cô? Ở trong nhà ổng xô như ở ngoài cũng cái cửa kéo vậy nè, mà nhà nhỏ, ổng đẩy cô mấy lần cô vịnh lại mà ổng đẩy ra. Mà lý do gì tự nhiên đẩy cô? Có xỉn hay là như thế nào không? Nói vụ ba cái tiền bán máu đó. Cũng tiền nữa ha. Lần đầu gãy bên sườn cũng tiền bán máu, và lần sau cũng tiền bán máu. Lần đầu á thì ổng nói cô mới nói trời ơi, chuyện nhà cửa con cái ổng lo tiền nó hết trơn, rồi ổng mới xô cô sáng á là cô thấy quá trời điểm sốc rồi, cô mới nói với cô nói trời ơi ông ơi bữa nay xong mới ô chuyện ai mới lo trời, cô không có lo, cô không có trách nhiệm trong kỳ vậy. Rồi thôi cô cũng bỏ qua, cái thằng em cô nó mới chở đi với thuốc. Rồi nó mới mua thuốc cho uống, rồi mới hết đau, sao mà hết thuốc là nó đau lại. Cô đi tới Sài Gòn á, cô mới lên chẩn tật khám là chệch mắt cột sống, kẹo chuột sống luôn, chệch hết một mắt. Trời đất ơi, là cái đó là lần một hay sao cô? Lần một đó. Trời ơi, rồi mấy tháng sau nữa mà mới tiếp tục. Rồi cô ở chẩn đâu 6 tháng, ở trong nhà đó, ở đợi nhà có người ta bác sĩ, người ta trị cho cô hết. Hết rồi giờ 6 tháng cô dịu này đám dỗ, cô mới đi vòng ngoài lấy đồ. Lấy đồ trong khi một đống đồ cô để đây, cô sợ ông nói cô bút nghĩa gì à. Cái vườn cướp gì là làng lắm, tại vì cô sợ ổng nói là cô rút đồ gì trong ngoài. Trời rớt trên má. Cô mới để một đống đồ ở trên giường, cô mới nói đợi ổng về tao mới lấy đồ vô sách, để thôi ổng nói tao lấy này kia, về cái ổng quăng đồ cô ra rồi ổng đẩy cô ra luôn. Gãy giò gì nè, mà đi ra nội viện nằm đó mà mấy bà chị chồng nói á, bả lập kế xong bả đi làm rồi là mạng nói ông này là xô bả gãy giò.
Rồi cái nhỏ cháu chồng của bà này nè, đi ra ngoài thăm về mới nói là mới tin. Tin cái đầu chị chồng á, cái thông tin dài dài nó là nó đi ra nó lấy đồ, nó ruộng đồ cho nó ôm không nổi cho té gãy giò tự ơi, nó làm gì mà con nghe nói là cô kể là bên đó còn thách thức nó là bên đây không dám làm gì nữa hả? Rồi nói tự nó té nó dám làm gì. Rồi một lần sau cái chị thứ tư á, chị điện vô chị nói là bữa quýnh bà này gãy giò nè, là trong này thằng em út chị á đem ra 6 xe xã đội đen, xã hội đen, mà sự thật là không có. Bữa đó là con cháu chị ngoại nhóc hết trơn luôn. Bữa đó là điện vô chị nằm ngay đây nè, chị coi phim nè, điện vô cho thằng út quýnh á, cái nó qua nó cho hay, nó nói chị tám điện tám quýnh gãy giò. Rồi cái đầu thằng con chị là thằng thứ tư nó mới chở vợ của thằng út nè, chạy ra ngoài trước chưa đi vậy mà tại sao té cô nằm đó mà ông đóng cửa lẫn tắt đèn hết ông bỏ ông đi ra được. Rồi cái bắt đầu cái cô điện qua xong á là cho thằng cháu của ông á, cháu rể con chạy qua chở cô, rồi mấy đứa em cô ở trong này nó ra nó xa là qua chở đi, còn ông còn tắt đèn, ông cho tắt đèn lên á. Ai cũng nói là ông đâu tại sao mà máu lạnh dữ vậy. Trời ơi. Ở lúc trước thì chú có thương cô dữ, quan tâm dữ không? Có, không, vợ chồng cô không có gì chứ mà nào giờ ổng được lắm. Nhưng mà vì cái phút sau này là cỡ thời điểm nào mà chú trở nên là không quan tâm từ không mùa dịch tới giờ. Là kể từ đó là mấy là ổng đi trực đêm, ở đêm chứ hồi nào giờ ổng không ở đêm bên ngoài. Là kể theo cô biết là kể quen lúc quen một người tình khác là thời điểm nào cô? Thời dịch, điểm dịch luôn hay sao? Từ không mùa dịch đó. Dịch ổng đi trực, ổng ở qua đêm qua ngoài không đó. Là suốt 3-4 tháng trời không ở ngoài không đó. Cô có bắt gặp lần nào là cái người mà tình của chú ấy gặp lần nào ngoài đời chưa? Không, cô không gặp được tại cô không biết chạy xe. Cô bữa đó cô đi chích ngừa là ổng đưa giấy cô đi chích ngừa là cô thấy ổng mới ngồi ghi đó. Tại sao ông này ổng ở đâu khoảng nửa tiếng rồi mà cô không thấy ổng ngồi đó, ủa ổng mới này đi đâu? Là cô vô trong trạm xá là ổng núp trong trạm xá, ổng nghe điện thoại nhỏ đó anh em. Cô mới đứng núp ở chỗ cửa này. Cô mới nói trời ông vậy đó Mộc, cái em không mà cái hình con nhỏ đó cô còn thấy. Cái hình còn trẻ lắm mà nó mang khẩu trang nhưng mà nó còn trẻ. Cái ông tắt bỏ túi rồi, cái cô la quá cái ông tắt cái nó điện lên nữa, nó điện cho 3 lần. Ba lần mà cô thấy rõ ràng con nhỏ đó, cái mặt nhỏ đó nhưng mà thấy không kỹ tại nó mang khẩu trang. Rồi cô thôi kệ đi, còn con gì thôi kệ đi mẹ ơi. Ông chơi qua đường đi làm gì làm, mẹ con mình đi làm, ông ở nhà ông làm thì làm. Mẹ con đi làm tới chừng gì bây giờ bể nợ ra tùm lum chơi chỗ nào cũng thiếu nợ chứ. Là cái đó số tiền của chú ấy mượn đúng không? Cũng không mượn không hồi nào giờ. Rồi cho con hỏi nè, bây giờ hiện tại là những cái lần mà đầu tiên và đến lần thứ mấy mà cô mới đi báo cái việc mà chú bạo hành cô như vậy? Cái lần đầu tiên á thì nó nào ngay cô cũng, mà tại vì ổng không cho cô, ổng xô ngoài cửa té đó là cô cũng có điện ở dưới công an xã dưới ở ấp lại là nó hòa giải rồi thôi. Thôi rồi cô vợ chồng cự cãi hoài cũng không, thế cũng không ổn. Rồi cái cô mới nói là thôi đi, mà hai mẹ con đi làm. Cô có còn thâu lại nói chuyện với ông chủ tịch xã chứ nè. Đi làm ở Sài Gòn hả cô? Làm ở Sài Gòn. Ông chủ tịch xã ông cũng điện hỏi thăm hoàng hỏi sao vợ chồng sao, nó chắc thôi anh ơi ở không được. Nói nọ ngay ông cũng thôi bây giờ tôi phiên ổng hết lời rồi. Hôm mà chị nằm ngoài bệnh viện á, cái ông chủ tịch xã ông cũng phiên á, ông làm gì làm ông cũng ra thăm bả. Ông nói trả lời ông nói không có vụ đó đâu. Trời ơi, vô tâm vô tình dữ vậy trời. Mà trong khi vợ chồng ở mấy chục năm mà hồi nào giờ ổng cũng không có quấn cô gì mấy nữa. Vợ chồng ngày giờ thôi, từ hồi ổng có nhỏ đó tới giờ. Từ khi mà có tiểu tam là trở nên chú ấy trở nên như vậy hả cô? Rồi cô đi nằm bệnh viện một mấy ngày, cô viện này ở một tháng trời ổng chết. Chết hồi hỏi thăm tiếng nào chân á, rồi ổng đi luôn tới giờ. Đi. Bây giờ cho con hỏi là cái nhà mà cô với chồng cô ở đó hiện tại là gần đây không, xã này hay là ở đây đó? Ở cũng xã này mà ở khác ấp. Cái nhà đó hồi đó nó nọ ngay cái nhà đó cũng có nhà ở bên quân đội người ta cho. Cho rồi á thì hai chồng cũng hùng vô một mớ nữa. Cái nhà đó cũng nhỏ, nhà này nhiều. Trăm mấy gì đó chứ không phải nhà nước cho đó, chứ không phải là tự không có tiền. Nói chung hỗ trợ thêm ha, mình là mình góp thêm. Nhưng mà hồi đó cái nhà đó cấp trong khi thiếu có 10 triệu bạc mà cô kêu ổng dai, ổng không dai. Ổng sợ nợ dữ lắm. Mà bây giờ nợ ổng sợ chỗ nào ổng cũng thiếu chứ. Ở ngoài cũng có, trong nhà nước cũng có. Trong nhà nước không, hỏi là mới bữa lại lấy lại là cô hỏi kỹ là 100 triệu đúng rồi đó. Trời đất ơi. Mà lúc đó là cô không biết xài gì cái gì luôn.
Khi mà chú vay nợ không có hỏi cô chứ? Không hỏi tiếng nào mà cô, bởi vì cái thằng lại vay nợ á thì nó lại đòi lãi á, thì nó nói ủa có chữ ký của mợ mới được. Nó nói là nào giờ mợ không có ký đâu, mợ đâu có vay đâu mà ký. Lúc mượn thì không có cô, sao mà những lúc trả đóng phí là phải có cô. Tại vì nó mới lại đòi đây, tại vì hồi nào hôm nay cô ở trong này. Ông đi rồi nó rồi bây giờ nó vô nó đòi lãi. Cô hồi đó dây có mặt cô đâu, giờ để đòi cô. Vậy đâu có đòi cô được. Nó nói tại vì dây đó dây gia đình. Gia đình thì phải có cô chứ. Rồi bảo vậy bây giờ cô nói một lần một tới nay hôm nay nó không có lợi đòi nữa. Tại vì thứ nhất là nếu mà hai vợ chồng thì phải có hai vợ chồng ký lúc đầu, phải đi vay là phải hai người. À bây giờ nó kể cho cô nghe là 150 triệu tiền ngân hàng. 30 triệu tiền khó đói giảm nghèo, tại vì nó cô có sổ nghèo. Chưa vậy chân cô chưa được miếng bảo hiểm gì chân, ngước lại cô đâu có biết ổng vay. Cô mới nói ủa sao mà mình có hộ nghèo mà mình không có được cái miếng bảo hiểm, chưa được lãnh được cái miếng gì chân, người ta thu lại rồi. Ổng nói làm việc mà để hộ nghèo người ta phân bì. Thì thôi chồng mình nói vậy cũng nghe lời thôi. Kệ nhà đâu bây giờ ổng vay 30 triệu xóa đói rồi. Trời đất ơi. Rồi ha, tiền cây nước là 20, nó là chẳng 100 nữa, còn tiền ngoài đi nữa, còn tiền ổng ké người ta nữa. Mà xưa thì chú mà lúc mà chưa có tiểu tam thì chú đó đâu có chơi bời gì hết cô, cũng không, đâu có thiếu nợ ai ha. Không bao giờ. Có kinh doanh gì không? Không kinh doanh gì chân, mà không uống rượu cũng không có khi nào xỉn say không chân. Trời ơi. Không uống rượu luôn. Cũng có một... uống mà không bao giờ say chân, uống một chút xíu là về nhà. Từ lúc quen có người khác ở bên ngoài là thay đổi cái thái độ 180 độ với cô luôn. Về á mấy bữa đầu á ổng thề thốt rồi cô mới nói, ổng nói ngày xưa khác ngày nay khác rồi. Cô cũng tính ổng nói chơi. Đâu là mấy đâu chừng 10 bữa là bắt đầu ổng lộ ra luôn đó. Là cô thấy thôi không ở được rồi, thôi đi hai mẹ con đi làm chứ ở nhà cự cãi hoài lấy gì ăn. Vậy sao cô quyết định thôi luôn cho rồi, đi vậy cho rồi đi, để vậy như chi cho nó mệt tới ngày hôm nay vậy. Tại vì ổng nói là ổng làm đơn ly dị rồi mà tôi hôn tại sao ông đưa tôi ký. Lúc đầu ổng nói ông ký, ổng đưa chị ký lúc đầu thì chị nói ổng ngay muốn gia đình đâu có muốn mà đổ vỡ con cái mình nữa. Yeah. Đầu tiên thì ổng cũng có đưa, mình tính ổng nói chơi thôi chứ đâu có ngờ mà ổng kêu thiệt. Rồi gấp sau này nào chị nói thôi bây giờ nếu mà không được thôi á tôi đi làm thành phố về, bây giờ nếu vợ chồng ấy giải quyết cho xong đi, nó đủ mẹ giờ tao không làm gì chứ á, mày muốn làm đó mày làm. Giữ đủ mẹ đi mẹ cô không. Hồi đó giờ nó nậu ngay cứ cô tới giờ ở trong này ba má cô thương ổng nhất luôn. Đó giờ ổng cứ bà này mấy chục năm rồi chứ không có mít lòng chứ, mà từ hồi lúc mà có người cái gì khác giờ trong này miễn nói cái gì ổng cũng lo chứ. Là chữ em vợ là... bằng con đĩ chó luôn. Mà nhưng mà lúc trước, là một người anh rất là tốt. Nói chung là cô vừa hai cái cú sốc luôn. Thứ nhất là phát hiện là chồng mình có tiểu tam, thứ hai là cái tánh tình nó thay đổi, như nó khác hẳn so với ngày xưa luôn. Nói chuyện với em vợ đủ má chữ bị chó luôn. Kỳ vậy. Dòng họ bên vợ hỏi là không trả lời. Hôm cô đi ngoài còn quýnh cô luôn. Trời. Quýnh luôn. Cái bữa là bà này té nè. Cô đi ra là ông đóng cửa là ông bỏ bà nằm ngoài đó đó. Cái đi ra cái nhỏ cháu ông á nói mợ ơi ông phá cửa ông đi đâu rồi. Cái mợ mới lại bóp cái cửa, nói cái cửa không có phá chị ơi. Cái mở cửa vô đến lấy đồ cũng dở đi bệnh viện, mới lấy có cái mền nè. Cái ông vô cũng lâu ra nè, ông lôi ông là đụng mẹ không có cho tôi bay vô nhà tao. Ông cho tao nói nhà nào nhà của mày, nhà cũng chị tao xuất tiền của chồng công vợ chứ sao mà lấy được. Cái đầu cô mới nhào vô nữa, ông tát vô mặt trong cái bóp nè. Tao mới la lên thì con chạy vô. Bây giờ có ba con giường mà ổng làm ly dị nhưng mà ổng không có kêu cô ký, nhưng mà ổng làm cái đó. Ổng làm nói là như cha mẹ cho trước ngày đám cưới. Rồi để là chú sang tên chú bán ha, là của chú ha. Của ổng ha. Tại vì ý rồi là ổng nói là trước ngày đám cưới không có được chia. Tại vì đất thì chị ở đất bên chồng. Bây giờ chị lúc đầu á thì ổng đưa chị hai tờ ly dị á, thì có sao chị nói nè. Ổng đưa ổng nói không ký đi để đất các nhà cửa lại cho thằng nhỏ hết. Cái tụi nay ổng nói chơi hoài bị khùng hay gì tự nhiên thì đâu có tính gì đâu, cũng vô đây nhậu tự nhiên ông nói với anh thứ tư, ông nói chắc tôi thôi vợ tôi quá. Rồi cái gì ngoài chị đổ ký, nó nói ngay lúc đầu thì chị ổng đưa là ổng kêu để lại hết chồng nhỏ mà chưa có ký chị đâu, vợ chồng tự nhiên vậy rồi thôi. Cũng nắm níu chứ đâu hay không mà tự cãi gì quá đáng đâu. Không ngờ là ổng sắp đặt trước rồi. Đó, rồi bây giờ rồi ổng kêu ký nữa, mấy tiếng sau này chị thấy nghĩ là
không có nắm níu được rồi, chỉ khi ổng làm thì ổng nói ổng làm mà rồi ổng đúng chứ rồi ổng ly dị đơn phương. Tôi ủa đơn phương sao mà tôi đi làm 6-7 tháng rồi không nghe tò đòi, bây giờ ổng làm cho xong đi rồi bắt đầu chữ chị đủ má đủ mẹ không tỷ mẹ chị không đó, chị ngồi giữa giường thờ ba má chị đó, chị nói cho ba má chị nghe còn khổ thêm á. Đau lòng quá, trời chồng không nhận gì đâu. Mấy chục năm mà gì chữ ta mà quýnh vợ rồi vậy đó. Chữ vợ rồi em vợ cũng dữ lắm luôn. Trời từ ơi. Ai chứ. Quýnh vợ đi ra ngoài đường mà không cho, không chia của cải cho vợ luôn ha. Bây giờ mấy chị luôn. Của chị á, mấy chị của ảnh á, nói là đất đó của cha mẹ. Ở đây là chị này không có quyền gì chứ, vợ không có quyền chứ, đất đó của cha mẹ để lại. Dạ cái hình của ông chú đó là cô có thể cầm lên cho con thấy biết hình của ông chú không? Hình này nhỏ quá nè. Dạ. Yeah. Nhỏ quá hả? Để con tôi con vô, con cứ cầm một chỗ đi, con cho con vô ra ha. Đây là cái hình của chú này cả nhà. Thật sự quá mà sao kỳ ha. Cái kiểu như ổng nói là ổng ngon á, ổng lớn tuổi mà ổng có vợ bé nhỏ tuổi hơn bà này á. Ổng làm nó nồng ngay lúc đó ổng với xã cũng quy bị tính lắm. Dạ. Từ hồi ổng bể ra vậy này giờ mấy thằng nhỏ nhỏ với nó con khuyên chú hoài mà ổng không nghe nó. Trời ơi ổng có quen con nhỏ nhỏ tuổi là không có khi nào mà ổng ở đời nó đâu. Dạ. Thì có tiền là hết của mình thì nó đi thôi. Có tiền nó ảo, có tiền nó đá thì thôi nó đá rồi. Thì ổng á, người ta còn nói là ổng phải ra chiếc nhỏ này ổng còn 2 miếng đất bán bạc tỷ mà ổng chưa bán. Hèn chi. Còn tiền bởi vì cái trong khi cô mẹ lại nó là giáo viên nữa. Dạ. Trong khi 2 miếng đất đó có, ổng có kêu bán 2 miếng đất mà trong khi 2 miếng đất đó của chị ổng với của cháu ổng bán giùm. Trời ơi, có chuyện đó bây giờ. Bán có đó, cà phê được mà. Tăng lên có giùm, có bán giùm. Bán, có bán là bán giùm. Đó bây giờ nhỏ đó nó mê vụ đó đó mà giờ coi chừng cô nói đợt này coi chừng là nó bỏ cái này luôn á. Rồi hiện tại bây giờ á, con hỏi cô cái chân cô bây giờ là còn đi được không mà sao làm thắng phụ lơ vậy? Đi được, đi một chân đó chứ gì. Rồi có 2 cây nạng ha. Nếu hỏi mình á, bị chân như thế này là mình có ra để mình giám định coi là cái thương tật bao nhiêu trăm. Có giám định 33%. 33% đó. Rồi hỏi thiệt cô á, và cái tình cảm vợ chồng thì cái lần này là bị tới 33%, thì cô có quyết định là có tố cáo vì chồng của cô không khi mà gây thương tích cho cô vậy? Cô nói đây là cái đây còn hơn là ở công an huyện nó lên mấy gài, nó hỏi cô bây giờ có thay đổi gì không. Cô bây giờ không có thay đổi gì, cô yêu cầu ông về lo tiền trả tiền thuốc men cho cô chứ. Cô cũng không muốn ông là tù tội gì, tại vì bây giờ nếu mà ông không có tình nghĩa với cô cũng còn tại vì cha của con cô. Dạ. Nhưng mà bây giờ ông ở tù cũng thằng nhỏ mắc lo nữa. Dạ. Thì chỉ mong muốn là tìm. À, hiện tại thì cô gửi cái đơn như vậy thì tình hình của bên phía cơ quan công an người ta báo như thế nào rồi cô? Công an huyện thì nó mới lên mấy gài là nó nói nếu mà đây tới hết tháng này ông không về thì chắc chi nã. Chi nã đúng không? Dạ. Đi khoảng từ ngày đi tới bây giờ là bao nhiêu ngày rồi cô? Không gì bữa đó mở rồi là ở xã Trường Long A, huyện Châu Thành, Hậu Giang, và hiện tại là khám khoa khám bệnh rồi là theo dõi điều trị là cái việc kỹ xương, chụp X quang khung chậu thẳng. Ở đây thì kết luận là còn dụng cụ kết hợp xương đùi phải. Đó là hiện tại cái hình hồi nãy có 2 con ốc vít nó chéo vô đó cả nhà. Mà hiện tại nó cái đó là bắt buộc là phải thay chứ đâu có câu được vậy hoài, đâu có đi được hết. Bây giờ mới thấy nhìn nói bây giờ phải thay mới được chị. Không có, tại vì mình thấy ở đây gì nó không gõ thì anh ta đưa vô cái máy nhìn thấy nó gõ luôn, cái dấu nứt gõ luôn, thấy dấu nứt gõ ràng luôn. Có cái đèn để chiếu giống như có cây đinh gì hết ta, cái đinh người ta kèm vô một cái đinh, cây vít nè, kèm cái này vô lại á, kèm vô cái một cây vô lại, một cây đinh với một cây ốc chích sấy hai cái để cho kèm cái khớp lại á. Rồi ngay cái xương kẹp bánh chè luôn cả nhà. Bây giờ bởi vì cái chân cô không có co lại được, nó ngồi thì ngồi chứ nó không co lại. Nè, nó bể luôn ngay trên cái chỗ cái khớp co nè, bể cái khớp co này nè. Thấy cái tròn tròn rồi thấy không? Gãy bể mẻ cho này luôn. Nhưng mà cô khoái chống nạn đi. Là có nghĩa là chủ yếu là mình sẽ thay cái xương nhân tạo đúng không cô? Cái đầu khớp xương nhân tạo á, nghe cái chèn này cho quay nè. Thì bác sĩ Liêm không cho biết là sao thay.
thôi bị chỗ nắng. Nói chung là giấy tờ xương mình bị vấn đề gãy xương rồi kia là có hết chứ không phải là không có, không có thêm bớt gì hết. Nói chung là nói thẳng với cả nhà, ở đây câu chuyện không phải là thêm bớt gì mà cô cũng đã trình báo cơ quan chức năng, người ta đã giám định rồi, thì có thật hay giả thì quý vị đến đây thì cô cũng mong muốn là chồng mình về thôi. Để thì bà cô cũng điện cho chị chồng cô là chị hỏi thăm bà bệnh. Mà bà hỏi vậy chứ bây giờ tao hỏi thiệt mày, mày tự té ha, làm ốc làm mày té. Tôi nói nếu mà chị có biết vậy á, biết hay không á, chị kêu ông về. Rồi bà trả lời với chị là thôi bây giờ nó thua mày rồi, nó sợ mày, nó trốn mày. Trời nói kỳ vậy. Chồng chị nói vậy đó. Cái giám định người ta đã có rồi. Cái nói tôi không có mà nói với chị vấn đề tôi bệnh vậy, tại vì tôi nghe chị bệnh tôi điện tôi hỏi thăm chị thôi. Mấy ngày mà cô té ở chú xô cô đó, là lúc cô điện này có nhiều người đó nó chứng kiến đúng không? Có cháu ổng hả, cháu rể ổng chạy qua chở cô đi mà. Dâu cháu rể gì đó. Cháu dâu đồ qua mà. Mà có hai bà chị chồng á, cái hôm qua mà tới chừng công an lên hai chị về bà là cái bữa đó là chú xô cô té xong là có công an xuống ăn kết hết rồi vậy. Có. Công an xã lên luôn. Xã hết rồi thì đâu. Là bà chị chồng cái bên bà không có qua, nhưng mà công an lên bà mới chạy qua. Nói chung là cái ngày mà có té là cô đã cũng mời chính quyền tới rồi, người ta có ăn cớp đã rồi. Ăn cớp rồi người ta đã làm giấy giám định thì đâu có giả gì được, sao mà giả được. Giờ chú đi đâu là cũng không có biết là ở đâu.